Đây là những khuôn mặt đang háo hức về đến Đà Nẵng này, thấy không? Nhất là anh Thành này. Okay. Này đây rồi này, có mở mặt nạ đó, có thử mặt con gái không? Chưa chưa make up không ạ? Chưa make up. Còn đây nữa này. Nửa tiếng nữa mà thấy dài nha. Đây, vali hành lý đã sẵn sàng rồi, ra sân bay để về Đà Nẵng, một nơi đang trông chờ đúng không? Where my phone? Over here. Can you give my phone? Hết bên rồi. Rồi mấy đứa đâu rồi? Giờ đi đâu đây? Where we go now? Đây, hôm nay nhìn mặt tài xế đẹp trai không? Thấy không? Chở gia đình mình ra sân bay này, chọn lắm mới được thằng đẹp trai giống vậy đó. Wow, bò nhiều chưa đó? Bò xung quanh sân bay này rồi, toàn bò này nè. Đó. Đến sân bay Nội Bài. Rồi, đến sân bay Hà Nội rồi. Hành lý xuống thôi. Hôm nay gia đình đi Bamboo Airlines. Đang xếp hàng và kiểm tra hành lý để vào sân bay. Đội đi về để mà lấy nhận phòng trước. Ai ai về đó lấy phòng hả ta? À đó. Ủa mình đang nhậu về đó. Ê, anh nhìn trong thành lớn quá hả? Rồi về tới sân bay Đà Nẵng, ai cũng mạnh khỏe vẫn còn đẹp như ngày nào này, thấy không? À. Rồi chờ xíu đi bờ đó. Bút giờ mình bút xe cho. Có rồi chiếc 612 mà không biết 7 chỗ. Thôi ai lên xe về trước đi, sao để Vinh với anh Dũng ở đây? Vì mẹ đang chờ nè, hỏi có thăm mẹ không nè? Ai nào nói chuyện anh nha. Hai mẹ con nhúc nhau. Đà Nẵng về đêm. Rồi, gia đình đã về tới khách sạn, đang check in để mà lấy phòng. À, máy bay bị delay cho nên về đây trễ. Hiện tại giờ là 11 giờ kém ở Đà Nẵng nha. Bây giờ tối rồi. Đây nè, chú Vàng kia đó. Thì Vàng, ai đây? Ai đây? Chị Hà anh Dũng. Chị Hà đâu? Chị Hà đâu? Chị Hà ở nhà chơi. Chị Hà đâu rồi? Chị Hà cứ... Ai đây? Ai đây? Anh Dũng à? Anh Dũng. Chú Vàng này,
nè, ai thì hỉ nè, hỉ nè. Dạ, dạ. Em hỉ. Dạ. Mi, đây, mi xà với ai đấy? Ú, cha thằng bợm này, thằng bợm này. Ú. Đây, về tới nhà là cả 11 giờ đêm. Hiện tại giờ là cả nhà đang chờ gia đình vào để ăn cơm. Mời chồng là đến sáng luôn đó. Đói bụng cho anh ăn xong về nghỉ. Không để con đâu có ăn. Nghe món nào cũng ngon lắm nha, này nè, thơm luộc nè, nem dụng nè, lòng nè, cánh chua cá nè. Ngày mai đi về ra quê.